không có trúng thằng bự. Ừ. Xong không biết búa ở đâu, không biết nó chạy lần này hay gì, không biết ở đâu nó chạy lại, nó lấy búa nó tán ngọng xả em một cục này, trời ơi nguyên một cục con sâu vô vậy nè, lủng luôn hả? Ừ, lủng một lỗ. Trời ơi trời. Là đi ra, em đi ra là vô ẩm con bé đó, là đi ra là thấy máu mè chảy tùm lum rồi. Ghê trời. Rồi xong giờ một tay ẵm em bé, một tay đỡ phụ ông và chồng lôi nó vô. Lôi nó vô xong rồi đi ra là tưởng ông và chồng tưởng đâu là em đưa hai người này đi tới bệnh viện rồi, ông cho đi về. Xe nó chạy theo ra tới ngoài hẻm kia nó quýnh ngoài. Trời ơi trời. Nó ra máu gì mà cố tình chạy theo quýnh người ta. Quýnh lý. Quýnh lý dần dẹn ngoài. Ủa như vậy là lúc đó là chắc chồng của chị là cũng xỉu rồi đúng không? Cũng còn tỉnh. Còn không? Còn. Lũng một lỗ mà. Lũng một lỗ nhưng chảy máu, nhưng mà ảnh còn tỉnh, ảnh lại là cái ghế cây đằng này ảnh ngồi. Ảnh ngồi chạy nó ra máu ướt quần chân, ảnh ngồi đó hồi cái lấy cái cuộn giấy xúc á. Em lấy cuộn giấy xúc á, em in vô nhưng mà Thì là làm chồng người già các bạn nha, thì mà các bạn thì ngay chân cái lúc này thì anh Lý đã qua đời nha. Thì nhà của anh Lý đó các bạn thì ở chân là ấp An Cư, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nha. Thì thật hư khác câu chuyện như thế nào thì hôm nay thì Lạc Lâm sẽ mời các bạn đi vào nhà của anh Lý tiếp tục để nghe những bà con, những người dân ở đây, người ta sẽ kể lại tiếp tục cho mọi người cùng nghe nha. Cho con xác nhận lại thông tin là anh Lý này hoàn cảnh như thế nào chú? Nói chung thì gia đình nó đi mần thì có bốn đứa con, nó mần nó cài dữ thật. Dạ. Đi mần nên khi không dám nghỉ. Dạ. Đó hoàn cảnh nó tại vì chị ở nhà là chăm sóc mấy đứa nhỏ. Dạ. Giữ em bé 20 tháng. Con bé nhỏ 20 tháng à? Dạ. Như được thằng trai thì đi học. Mà năm nay mới lên lớp 1 mà cha chết rồi. Còn như cái đứa nhỏ còn nhỏ quá mà nó sống một mình trai. Cha bố em đi rồi. Mình có dự định là khi nào mình trông cắt ảnh không chị? Chưa biết. Đợi con quay với bạn. Mất cái đó rồi. Con quay ơi, anh đi đi con quay ơi. Rồi nó đây. Đây là người ta vô của chị. Bỏ đi quý bà. Bỏ mẹ mà không chị đi. Thì đó bạn, thì ngay chân cái lúc này thì anh Lý đã qua đời nha. Con gái ơi, con tên gì? My ha. Con bây giờ nói chung là cái sự việc nó xảy ra rồi thì bây giờ con cũng phải là phụ giúp tiếp mẹ để lo cho các em nha. Cha cũng đã là một người chủ cục chính mà đã ra. Anh bắt là nó nhậu chung một năm mà mời bạn bè mới muốn bạn bè mời về nhà nhậu, tổ chức nhậu chơi. Dạ. Đó, mà xảy ra chuyện đó. Nhưng mà cái người xuống tay là có quen với anh Lý. Thì bạn bè đó, bạn chung nhau luôn. Chơi nhau mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó. Thì cũng bằng chung rồi này kia rồi, mấy bạn biết. Vì khi thằng này có chuyện thì kêu kia, kêu gì, có chuyện thì kêu thằng này gì đó. Thanh rồi ha. Ừ, Thanh. Bữa đó nhậu nó là bốn thằng. Bốn thằng. Thằng Lý là năm thằng phải không? Dạ. Ừ. Bốn thằng. Tội ha chú ha. Sự cố xảy ra. Trời ơi anh hay ngàn... Rồi anh về đó là anh hay đụng đụng ra chân. Ủa chú là anh về á. Chú ở sớm hay là người thân của chú? Không, anh là chú ruột á. À chú ruột hả? Mà tại Đà Lạt mà nói. Ủa, chạy xe về. Chú về mấy đêm hôm tới đó? Tới 2 giờ phía mới tới.
con cháu nghe rồi mình chịu không nổi. Dạ, sót cuộc hết chú nha. Kêu sáng đi, anh cũng không sáng đi được, nhớ đâu. Dạ. Chỉ mua được cái ổ bánh mì với chai nước để xe chạy luôn. Nhận được thông tin là TikTok đi luôn hả chú? Xuống tới đây gần 500 cây, 400 mấy cây chú. Chưa ăn bánh mì luôn. Ừ, thì đường vừa ăn vừa chạy xe mà. Chạy vừa ăn vừa chúng ta vừa ăn vừa chạy luôn. Trời ơi, đứt ruột hơn. Rồi tới Long An thì nghe anh Dượng nó nói kêu ầm cầm lời sáng 5 giờ xuống đây. Rồi dạ. Không được, tao đi luôn. Đi luôn hả chú nghe? Ừ. Sót ruột rồi. Sót ruột mình đều chịu nổi. Dạ. Anh có gia đình chứ chú? Ai? Anh này có. Có vợ anh con đó. Con bốn đứa. Thì con mới vô xin lỗi con không biết. Con bốn đứa. Bốn người con hả? Đứa nhỏ nhất mới có tuổi mấy hả? Trời. 20 tháng à chú ơi. 20 tháng là tuổi mấy đó? Dạ. Đây nè. Đây nè vợ anh nè. Vợ đó. Thôi bây giờ anh em chia sẻ gì chút xíu chú để cho bên cơ quan chức năng người ta làm việc. Dạ cảm ơn chú he. Dạ. Mà nó ý nó quýnh mày kia chứ không phải quýnh thằng này đâu. Quýnh còn lại mấy thằng ở đó nó quýnh thằng đó rồi thằng này mới ra. Nhưng mà ra cứng có cái chuyện gì không? Không có, nó không có thù quán nhau. Chỉ là nhậu trong từ 4 năm đó hả? Từ hình như nó nhậu 12 giờ mà tới khuya tới tối xảy ra chuyện đó. Ừ. Con nghe gì chút xíu mà dịu ca hát hơn chút. Ca hát thì ca hát cái mấy ba thằng này hay bốn này nè, ngoài này nó dành nó ca rồi nó chặt cho bia. Dạ. Nó làm đứa thằng nhỏ năm chồng nó mới ra. Dạ. Nó ca nói sao tụi mày quýnh em tao thì đó thằng kia nó quýnh đàn đá hết trơn. Cái thằng mà quậy giờ bị công an bắt á. Nó quýnh thằng kia hai cái bia vô đây mà không bể đầu mà bể bia. Ồ. Ghê ha. Ừ. Dạ. Văng. Rồi cái anh kia có cái thằng ngày qua nó ngồi rồi. Bị đánh hai cái bia có sao không? Đầu. Hôm nó ngồi đây nè, bây giờ nó đi về nhà nó hay rồi. Đó nó quýnh hai chai bia mà bể hai chai bia chân á. Mà cái đầu nó không sao chứ. Rồi bây giờ cái đầu nó sưng, chứ không có chảy máu. Ghê không? Rồi con cảm ơn chú. Thì anh cũng có ơn cho em ha. Có cái gì thì thằng kia quýnh, thằng kia chứ không phải quýnh nó. Nó vô nhà ngủ rồi. Dạ. Thằng kia quýnh chứ không phải là quýnh thằng kia chứ không phải quýnh nó. Dạ. Nó mới hỏi sao mấy mày ra mấy mày quýnh em tao. À. Nó người kia chụp mới ấy cái ra đây cậu mới càng. Không biết nó để cái búa đâu trong xe nó chặn á. Đứng sau lưng ổng nè. À. Em á. Cái xịn nó đi rồi gục gục nó chen sau lưng ổng vô con búa. Trời ơi. Ủa nhưng mà anh đó là anh làm cái nghề gì mà ảnh có búa anh? Nó đi làm thợ hồ đó mà không biết nó làm bên cái nghề. À rồi vậy là ảnh thợ hồ là ảnh phải có búa đúng rồi. Ờ. Vậy là khi búa nhỏ vậy nè mình nó vuông bốn cạnh nó có khoảng dài vậy. À. Ghê trời. Bộ đầu mới chụp thấy máu nhiều quá ảnh đi tới rồi đó ruột ra nó quýnh. Cái gì mình đã quýnh ảnh một cái rồi gọi đầu là quay trở lại nữa hả? Nó đi cũng như chở thằng em đi bệnh viện đó. À. Mới gặp đó nó quýnh thêm nữa rồi mấy thằng này mới cản đường đè đi cho lỡ nó mới chịu. Thôi thôi. Thấy hoàn cố vậy. Cái đó là người ta kêu là hoàn cố đúng không? À. Ghê thiệt. Bây giờ bỏ là bốn đứa con. Ủa rồi em con cậu đó nè. Ủa rồi bây giờ là công an đâu có bắt nó rồi. Bữa là bữa đó là cái người đó là có bỏ trốn mà là ở tại nhà luôn ha. Quá trời em. Bắt nó dọc đường luôn cái gì mình chưa hỏi tới vụ đó cái gì lo cho nó không mà đâu. Dạ. Thời gian chưa có hỏi gì. Ủa như vậy là hôm nay là ảnh qua đời hồi lúc mấy giờ anh? 9:07. À cái đó là của mình rút ống ra luôn hay là sao? Mình rút nha. À cũng như là mình cổ cũng như là nó phần não nó chết hết trơn rồi nó chỉ có còn chỉ có tim nó ấy thôi mình rút ống chỉ có trợ tim thôi. Dạ. Chỉ có trợ tim rồi dưới nửa thân mình đó là chết rồi không giờ. Rồi trời. Ráng cho nó. Cũng như là mình để canh một cái giờ cho nó tốt ha. Ghê ta. Bỏ lại bốn con. À. Ba gái và một thằng trai. Ba gái một thằng trai ha. Không có đăng điện gì hết trơn. Trời ơi. Bốn người sống nuôi ba đứa con. Dạ. Thì vợ nó đi bán vé số được quọt quẹt nghe. Dạ. Nó thì đi bằng hộ. Trời ơi, mà bây giờ mà ảnh đã qua đời kiểu này đó thì một mình vợ ảnh lo cho ba cho bốn đứa con cũng đuối đó, ha. Quá trời. Còn ai giúp đỡ được cho em nữa, con cháu được anh muốn ăn. Dạ dạ. Ủa như vậy là chị này là em gái út của ảnh ha? Dạ. Ảnh là sao mà mới tới. À, ủa như vậy là bữa hổm là xảy ra vụ việc như vậy là của có chị ở đây không? Không. Thì là
hai cô cháu đi làm. Rồi là bữa đó là có chị ở đây không? Có đi vô trong dẹp đồ đi vô xong rồi đi ra thấy nó quýnh thằng em rồi. À. Dạ. Thấy nó quýnh thằng em hai chai bia rồi tưởng là ông xã em á là qua nó ngủ tại thấy có cái giò bên cái giò dở lên á. À. Cái nằm võng mình đưa giò lên á, tưởng là ảnh qua đó anh ngủ cho thằng quýnh là nó về, thằng bự về. À. Mà rồi đó là ông đi ra ngoài sau nhà lá sao ông ngủ ngoài á. À. Rồi xong là nó mới chạy lại đây và ổng đi ra là ổng thấy thằng biển bia lên đầu á, đi ra tới đây là ổng mới nhiều sỉnh mà đâu giờ đâu thấy đường nữa, ổng ngồi là ổng gục gì nè. Ừ. Ổng mới quýnh gì nè, không có trúng thằng bự. Ừ. Xong không biết búa ở đâu, không biết nó chạy lần này hay gì, không biết ở đâu, nó chạy lại nó lấy búa nó tán ổng xả em cục này. Trời ơi. Nguyên một cục sâu vô vậy nè. Lũng luôn hả? Ừ, lũng một lỗ luôn. Trời ơi trời. Là đi ra là vô ẩm con bé đó, là đi ra là thấy máu mè chảy tùm lum rồi. Ghê trời. Rồi xong giờ một tay ẩm em bé, một tay đỡ phụ ông và chồng lo nó vô xong rồi đi ra là tưởng ông và chồng tưởng đâu là em đưa hai người này đi tới bệnh viện rồi ông cho đi về. Cái xe nó chạy theo ra tới ngoài hẻm kia nó quýnh ngoài. Trời ơi trời. Nó ra máu gì mà cố tình chạy theo quýnh người ta. Ủa? Quýnh anh Lý dần dẹn ngoài. Ủa như vậy là lúc đó là chắc chồng của chị là cũng xỉu rồi đúng không? Cũng còn tỉnh. Còn không? Còn. Lũng một lỗ mà. Lũng một lỗ nhưng chảy máu, nhưng mà ảnh còn tỉnh. Ảnh lại là cái ghế cây đằng này ảnh ngồi. Ờ. Ảnh ngồi chạy nó ra máu ướt quần chân. Ảnh ngồi đó hồi cái lấy cái cuộn giấy xúc á. À. Em lấy cuộn giấy xúc á, em in vô nhưng mà con không cầm máu được. Cầm làm sao được? Tại vì lũng một lỗ bự mà. Ừ. Sao làm sao cầm được? Cái búa mà đập tường á. Trời ơi trời. Búa nó đi làm hồ. Biết rồi. Ghê. Búa nó đập tường rồi nó lại nó. Phải mà ổng không ra là ổng đâu có bị. Ừ. Cái bên thằng kia bị. Ủa rồi bữa đó là mất bao nhiêu thời gian rồi của mình mới chở anh Lý đi nhà thương em? Đâu cũng cỡ tiếng á. Tiếng cái máy tại vì ở đây là ổng ngồi ở đây là ổng đi ổng nổi vậy á. À, ngồi đây. Thấm rồi ha. Dạ, ngồi là bắt ra hai em mà bị quýnh bia lên đầu á. À. Ôm ảnh lấy xe kia chạy không nổi nữa. Chạy ra tới ngoài kia thằng này thằng quýnh lấy xe chạy theo nó quýnh hai thằng này nữa. Trời ơi. Chí đâu người ta? Dạ. Chí là giữ em bệnh. Ủa nhưng mà đầu tiên là mình thì cổ mình chở ảnh đi ra cái nhà thương nào? Nhà thương ngoài Tiểu Cần. Tiểu Cần. Dạ. Đi rồi rồi nó lấy ra ngoài xong là ảnh cũng còn tỉnh nữa. À. Em kêu về nhập viện. À. Nó không tao nhập viện. Tao đi về. Mà chở tao ra này tao bỏ mày bỏ ngoài này. À. Bỏ ngoài này xong rồi con ở nhà nó khóc, bé nhà nó khóc đụng chứ khóc chết à. Trời ơi. Nó đi về. Anh không chịu nhập viện. Cái thằng em nó bị quýnh á, thôi giờ hai anh em mình nhập viện. À. Cho bác sĩ người ta lo, có gì bác sĩ người ta lo. Cái nhà về anh sâu quá chảy máu vậy anh về anh chết à. À. Ủa rồi như vậy là chừng nào mà công an mấy đi là đằng đây khám điện tử thi à? Nó đang không phải. À. Để cho mấy chú đó làm. À. Phải nói là nghe một cái tin cũng chấn động chứ. Bỏ bốn đứa con nữa. À, bé gái mới 25. Thì bây giờ thì em thấy thì ảnh cũng đã qua đời rồi mà bây giờ là còn có một mình chị mà lo cho bốn đứa con ha. Trời, tội gì chứ. Ủa như vậy là ngày thường chị đi làm cái nghề gì chị? Dạ, ở nhà giữ em bé 20 tháng. Trời ơi. Có 10 tháng vừa còn gia đình nè. À. Không có làm gì chứ. Quá tội luôn. Mình ông xã không làm giờ nào hả? Ngày đó ra lúc nè. À. Quá chứ tội nghiệp luôn nè. Đây là cái người em ruột ha. Đây là cái người em ruột của anh Lý. Còn đây là cái người vợ. Đây là con gái lớn của Lý. Quá trời. Ủa bữa đó nhậu nhiều người không? Không hả chị? Có 4 người à. À cũng như là bốn anh em đi làm hồ chung ha. Dạ. Cái người ra tay đó là lại đây nhậu luôn á. Dạ. Nhà gần đêm chị, cái người mà ra tay với anh Lý á.
Đó là bên Hải Linh nè. À. Ngoài xóm 6, tiểu cằn. À. Không, nhưng mà thường thường là anh cái là anh bự đó, ảnh có đi qua đây nhậu không? Thường thường. Ủa, 7 giờ thì chưa cả giờ này chưa qua đây nhậu. À. Không mua gì chứ. À. Chỉ đi qua đây rồi ông xã em là mới mua gì này kia cho đãi cho nhậu ăn nhậu vậy. À. Ủa, nhưng mà bữa hôm em có nghe, ủa em mới nghe nói hôm qua là mấy anh em vừa nhậu mà vừa ca hả chị? Cái sự việc này là vừa nhậu vừa ca xong rồi thằng Quýnh á lắm rắc cái thằng người kia uống bia. À. Cái thằng kia uống không nổi thôi, em uống không nổi nên em nghỉ. À. Cái xong cái thằng kia mới chạy ói ngay đây nè. À. Chạy ra lên chu đích nó ói. Cái đi vô cái nó nghỉ. Cái nó ngồi trống nó cười thằng này. À. Cái thằng này nó là giờ em đi ói rồi giờ anh uống lại đi, em khỏe rồi nè, giờ em uống nè, anh uống lại. À. Đó. Bắt thằng này uống xong nó uống, thằng kia uống rồi đưa thằng này cũng uống rồi, uống xong nó ngồi hồi lấy bia nó uống ba. Trời ơi. Người ta chỉ cái thằng kia là thằng em kia chỉ là ngồi nó ca không làm gì chứ. Ngồi của anh cái anh kia là ảnh ngồi ảnh ca không ha? Không, cái thằng mà Quýnh á là nó ngồi nó dòm. À, ngồi nó dòm nha. Ghê quá. Dòm xuống cái bia này dòm nha. À. Rồi xong là mới thấy vậy tôi mới lấy đồ đi dẹp bớt. À. Ừ, ngoài này là nó lấy bia nó quýnh rồi. Ủa nhưng mà cái anh bự đó là ảnh cũng có vợ có con gì thôi chị? Có vợ hai đứa con. À. Ghê ta. Có vợ có hai đứa con mà sao mà suy nghĩ nó cũng ớn quá hay gì? Thằng nó cũng giang hồ gì đó. Ghê quá. Tội quá tàn. Ừ. Giờ tội mà chị nuôi bốn đứa con. Ở đây là của chị không có làm ruộng gì hết ha? Dạ không, được có mướn đất các cái nhà đi làm mướn ăn. À. Rồi nhà về giữ con bé rồi đưa thằng trai đi học. Mình ảnh làm ngày nào ăn ngày nấy. Sao này khổ lắm. Chủ cột chính rồi giờ ảnh mất giờ không biết gì sao nha. Thiệt chứ, quá là tội luôn kìa. Nhỏ, nhỏ nhất là nhiêu tuổi rồi? Dạ mới 20 tháng rồi. À. Con gái lớn chị là được nhiêu tuổi? Dạ, con bé lớn nãy ngồi đây là 15. 15 tuổi hả? Dạ. 15 tuổi mà không đủ tuổi vô công ty rồi mà làm hồ sơ giả vô làm đang phụ nuôi em. À. Mới vô làm có mũi một. Trời ơi. Ôi đức ruột anh ơi. Mới làm luôn ha. Dạ, mới vô được có mũi rồi vô tới 12 giờ là quýnh lộ hồi 12 giờ tới 1 giờ cha nó bị bắt nhỏ đi học đi làm. Hồi đó con gái lớn chị học lớp mấy đăng chị? Dạ từ lớp 9, học lớp 10. Ừ. Thấy cha làm cực khổ quá, con nghỉ luôn đi làm phụ cha, mới làm được có buổi. Con học rồi, con học rồi, sao cha làm nổi, con nghỉ lo phụ. À. Tội quá cha. Chuyện là em út của anh Lý ha. Ủa như vậy là chị, như vậy là chở ảnh đi lên trên bệnh viện Chợ Gãy rồi là người ta nói là cái đầu ảnh bị gì vậy? Ảnh bị chấn thương sọ não. Vậy là bị xuất huyết não. Nói là bệnh viện nói là bị chấn thương sọ não ha. À, với bị xuất huyết não. À. Cái búa ấy vô một lủng lủng luôn trời. Lủng vô một lỗ. Ghê vậy hả? Máu nó ra ở trên chắc bị khô máu hay sao. À. Là cái não anh giờ nó còn tay là còn một chút xíu vậy nè. Trời ơi trời. Nó ở trên Trà Vinh là nó cho thở oxy máy mà nếu mà đem lên Chợ Gãy là bớt tay qua khỏi không khỏi là nó không biết. À. Ủa rồi như vậy là cái hòm ở đây là có người nào tài trợ không hết chị? Không biết ông ba chồng là có rồi mà không biết làm sao. À. Nghe phải nói là một cái tin cũng là nóng lạnh. Tội bây giờ là anh trụ cột chính gia đình. À. Anh đi rồi chị không biết sống sao. Đúng rồi. Mấy đứa cháu còn nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Anh thương con lắm là lo cho con. Dạ. Chở đi bệnh viện rồi mà còn không chịu ở trong. Trời ơi. Về với con. Ủa mà khi mà chị chở anh đi ra tới ở ngoài là bệnh viện là lúc đó là ảnh của ảnh còn tỉnh không? Dạ còn. Ủa vậy là ảnh gì vẫn còn tỉnh luôn ha? Dạ tới mà chừng nào mai là ảnh mới tỉnh mới ấy.
mấy xỉu à? Dạ, mấy xỉu là như là gù nó thấm rồi, rồi anh nằm anh ngủ mê man luôn tới giờ luôn rồi, giờ mới ra đi luôn. À. Tại chắc máu ra nhiều quá. À. Ủa như vậy là hồi nãy là như vậy là trong gia đình của mình là rút cái ống ra luôn hả chị? Dạ. Đúng cho anh ra đi đừng cho phúc y đâu. À. Chứ bây giờ của mình để vậy thì mà cũng thì vậy thôi ha. Thở cái oxy thôi chứ à. Cái người của mình nó chết rồi. Mình rút ra luôn đi chứ để chỉ là còn nóng nóng thôi hả chị? Nó hịch cái bằng cái oxy thôi chứ nó thở rồi. À. Trời ơi, nó là như oxy nó trợ tim nó bị đập nhịp tim. À. Là lên bệnh viện Chợ Rẫy là mấy ngày là mới chở dắt chưa đi 1-2 giờ chưa là chiều là đưa về luôn. À, chiều là bác sĩ cho chạy rồi. Dạ. Tại vì nó chạy người ta chụp X quang với người ta đi CT á. À. Mấy giờ mới liệm chị? Điện vô là vô chở về hả? Mấy giờ mới liệm? Liệm giờ. Không biết nên đợi cho mấy bác y công an làm. À. Chưa vô đợi làm, đợi vô làm rồi hồi hôm là của mình chở ảnh về là lúc đó mấy giờ hết chị? 7 giờ hay 8 giờ ta? 7 giờ. Dạ. Không có đâu coi, dạ. Dạ. Dạ thôi như vậy em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Các bạn thì sớm giờ đó các bạn thì Tí La Cà Lâm thì cũng đi qua tiếp tục nhà của anh Lý đó các bạn. Thì anh Lý thì đã qua đời hồi là 9 giờ mấy nha. Thì trong gia đình đã là rút cái ống ra rồi để cho anh Lý ra đi thanh thản luôn đó các bạn. Thì hồi sớm giờ Tí La Cà Lâm thì cũng hỏi những người hàng xóm là vợ của anh Lý rồi đồ đó các bạn. Thì người ta cũng là chia sẻ hết luôn rồi. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy hỗ cho Tí La Cà Lâm, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.